Em có nghe cô nói rõ không à? Các em có nghe cô nói rõ không? Okay, good. Can I welcome back everybody to the online English class today? Chào mừng các em trở lại với cái tiết học tiếng Anh trực tuyến của lớp của trường chúng ta ngày hôm nay. Okay. Now before we start the new lesson, I would like to revise the lesson, the previous lesson. Okay, what have you learned in the previous lesson? Okay, now. This is what you did in the previous lesson. Okay, match the word, the red words with the blue words and the suitable picture. Okay, chúng ta sẽ nối các cái từ nhóm từ màu đỏ với lại cái từ màu xanh và cái bức hình tương ứng của nó. Okay. Now the first one, I will show you. The first one, shop for groceries. Cụm từ này nghĩa là gì các em? Đi mua sắm hàng hóa, right? And then the second one is share the household chore. Okay, chúng ta chia sẻ công việc nhà. Okay. Now the next one, do the washing up. Làm gì các em hả? Rửa chén. Do the washing up. Chúng ta thêm cái mạo từ the vào. Do the washing up. Number the next one, tương tự với động từ do, chúng ta cũng có cụm từ là do the heavy lifting. Khung vác, làm việc nặng, right? The next one, do the laundry. Làm gì các em? Giặt ủi, right? And number four, be responsible for household finances. Chịu trách nhiệm về các cái tài chính, các công việc tài chính trong gia đình. And the last one is take out the rubbish. Dọn rác, đi đổ rác, right? Các cái cụm từ này là những cái nội dung chính, cái kiến thức chính trong cái tiết đầu tiên Getting Started. Các em nắm vững nghe. Now we move to the new lesson. Before we learn the new lesson, let's play a game, okay? This is guess the words. Cái trò chơi về đoán từ. Và trong tiếng Việt mình thì cũng có một cái trò chơi tương tự hay gọi là trò đuổi hình bắt chữ. Các em vẫn đang nghe cô nói chứ? Các bạn có nghe cô không? Okay, good. Thank you. Ví dụ này chúng ta có một cái bức hình này. I have two pictures of a girl's face and some books. So which word can we have? Với cái hai bức hình này thì chúng ta có thể có cái từ nào các em? Cái từ nào mà hai bức hình này nó có thể liên hệ kết với nhau? Good job, Ngọc Ánh. Good. Thảo Uyên. Right. This is Facebook. Right. Okay, now the second one. Which word is this? Cái bức hình thứ hai thì từ nào em? A picture of an ear on the left and a ring on the right. So we have the word good job, Vĩnh Khang. Đó ngọc. Earrings, right? Cái đôi, cái bông tai. Okay. Các em hiểu rồi chơi này rồi đúng không? Okay, now let's get started. For the first picture. Now tell me, what is this? Hai bức hình này nó là cái từ gì các em? Good job, Bảo
Trâm, Bảo Ngọc, good job, cái gì? Homemaker, right? Hình của một cái ngôi nhà và cái từ maker, chúng ta sẽ có cái danh từ ghép homemaker. The second one. The second one. Who knows the answer? Good job, Bảo Ngọc. Bảo Trâm. We have the verb break and fast. Faster than a rocket. Anh này chạy nhanh hơn cả một cái tên lửa nữa. Và chúng ta sẽ có một cái từ ghép đó là breakfast, right? Vâng sao? Now number three. Number three. Could you choose number three? No. Các bạn thử nhìn kỹ nè. Cái bức hình thứ hai người có cái mũi tên nó chỉ vào người phụ nữ á. Good job, bạn Văn Thịnh Vĩnh Khang. Good. This is a housewife, right? Chúng ta có hình hai vợ chồng và cái người phụ nữ này chúng ta gọi là wife, người vợ. So we have housewife. Now number four. It's easy, I think. Thúy Quỳnh, good. Good job, Bảo Ngọc, Bảo Trân. Good. Many correct answers. Chúng ta sẽ có từ Fred Winner. Hầu hết các bạn đều có các đáp ứng án đúng rồi. And number five. Các em chat vào cái cẩm lệ 2 các em nha. Now number 5. Who knows the answer? Good job bạn Hy Thương. Good. Hy Thương, Ngọc Ánh, Tố Uyên. Good job. Các em có các đáp án hoàn toàn chính xác. This is heavy lifting. Right? And number 6. The last one. Number 6. How about number 6? Good job. Thảo Yên, 195. Diệu Mai, good. Diệu Mai. Okay, this is washing and washing up. Okay. So now, look at these words and phrases. Do you know these words? Do you know how to pronounce these words? Okay, em có biết những cái từ này nó có là gì không? Hoặc là cái cách đọc của nó như thế nào hay không? Okay, we will see the words in the lesson today. Chúng ta sẽ gặp lại những cái từ này trong cái bài học ngày hôm nay. Okay, let's move to the new lesson. Chúng ta sẽ qua bài học mới ra mà. Tiếp theo, Unit 1, Family Life, cuộc sống gia đình. Tiếp thứ hai, Language, ngôn ngữ. And today we have three small parts: vocabulary, the second one pronunciation, and the last one grammar, right? Now we move to the first one, vocabulary. Chúng ta sẽ qua cái phần đầu tiên là tiết exam. Từ vựng các em hè. Now look at age words on the screen. Chúng ta sẽ nhìn thấy 8 cái từ trên màn hình. Okay. And now I will show you 8 courses. We sẽ show cho em 8 cái cụm các cái mệnh đề, right? And what you have to do is match the word with the meaning, with its meaning. Chúng ta sẽ nối các cái từ này với lại cái nghĩa của nó, các cái nghĩa tương ứng của nó. Okay. Và trước khi mà chúng ta muốn nói được, chúng ta phải hiểu được các cái từ này, các cái cụm từ này nó là gì, right? For example, the first one, A. Cái cụm từ, cái mạng đề rất dài đầu tiên có nghĩa là gì các em?
a member of a family who earns the money for family or that family needs. Một cái gì? Cái phần này các em không cần chép bài bởi vì nó hoàn toàn là bài tập trong sách của các em á. Em chỉ cần ghi đáp án lại các em à. Ta ghi phần số 1 và sau đó chúng ta ghi cái đáp án. Right? Em không cần ghi tất cả các cái chữ trên cái màn hình của cô đâu. Em không cần ghi. Lát nữa chúng ta có đáp án thì em ghi lại cái đáp án thôi. Okay. Cái mệnh đề đầu tiên, cái cụm từ đầu tiên, thành viên trong gia đình mà đi earn the money là gì các em? Bạn đã biết cụm từ earn the money. Cụm từ này có nghĩa là đi kiếm tiền. Okay. Thành viên trong gia đình, người mà đi kiếm tiền cho gia đình đó. Okay. The next one, divide. Cụm từ divide là gì các em? Divide. Cụm từ này các em đã học rồi. Phân chia chính xác, divide, chia. C, the act of washing the dishes after a meal. Việc làm gì các em? Washing the dishes, it means. Cụm từ này nghĩa là rửa chén, đúng rồi, hoạt động, cái hành động rửa chén xong cái bữa ăn. Now the next one, an action that requires physical strength. Và làm gì các em? Cái hành động mà nó cần cái physical strength. Chúng ta có chữ strength, nó chính là cái danh từ của cái tính từ strong. Một cái hành động mà nó đòi hỏi cái sức mạnh về về thể chất. Okay. Now the next one is a person who manages the home and often raises children instead of earning money from a job. Một người làm gì các em? Quản lý, manage, quản lý gia đình. Và thường làm gì? Raise children, chăm sóc con cái thay vì, instead of, thay vì là đi kiếm tiền. Right? Đi làm kiếm tiền. Next number, the next F, a routine starts, especially a household one. Chúng ta có routine là gì nè? Routine. Những cái hoạt động thường lệ, những cái công việc thường lệ, thường nhật, và đặc biệt là người ta hay dùng với cái chữ household, việc nhà. Okay. The next one, she clothes washing, easy, right? Giặt đồ. And the last one, food and other goods sold at a shop or supermarket. Là gì các em? Đồ ăn hoặc là good. Ở đây chúng ta có từ good, nó không có cái nghĩa thông thường em hay dùng là tính từ tốt vân vân. Ở đây có nghĩa là các cái hàng hóa, good hàng hóa. Đồ ăn và những cái hàng hóa mà được bán ở chợ, ở cửa hàng, ở siêu thị. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ tìm xem các cái từ ở trong 8 cái khung này nó có cái định nghĩa nào. Từ đáp án A và đáp án C, HM à. Now the first one, chúng ta có từ chore. Các em nhớ lại cho cô là cái bài học trước chúng ta có ghi chore thì chúng ta hãy đi với cái từ nào, cái tính từ nào chúng ta hay nằm ở phía trước cái chore nè. Bạn nào nhớ lại cho cô cái từ chore năm ở bài học trước em đã học với từ good job bạn Xuân Giao, household chore. Chúng ta có cái cụm từ đã học ở bài trước và các em nhìn lại trong đáp án, từ đáp án A đến đáp án H thì có cái nào nó dính tới chữ household nào? Đáp án F, right? Vì vậy chúng ta có thể chọn được cái đáp án, cái định nghĩa của cái từ chore chính là đáp án F, right? Okay. Vậy chữ chore nghĩa là gì các em? Bạn nào biết cái nghĩa của chữ chore này? What is this mean? Chore có nghĩa là việc vặt. Việc vặt và household chore chúng ta có nghĩa tương tự, đó là việc nhà, việc vặt trong nhà, công việc nhà. Ok. Right. Tự nhiên, good. Now next one, chúng ta có cái từ homemaker và breadwinner. Bây giờ chúng ta sẽ thử tìm xem hai cái từ này nó nằm ở trong cái đoạn hội thoại của chúng ta ở đâu. Có bạn hỏi là cô chữ routine task có nghĩa là những cái công việc thường lệ, những cái công việc và những nhiệm vụ thường lệ, thường ngày, routine. Routine nghĩa là thường lệ các em ạ. Now the next one, homemaker. Chúng ta sẽ nhìn lại cái chữ homemaker và chữ breadwinner trong cái đoạn hội thoại của chúng ta. Okay.
Thì cô sẽ chỉ cho em coi cái chữ, hai chữ này nằm ở đâu nè. Ở cái đoạn cuối Mr. Long khi nói về gia đình của ông này thì ông có nói là my wife handles most of the chores around the house and I'm responsible for household finances. Vợ chú thì quán xuyến hầu hết cái công việc nhà, còn chú thì chịu trách nhiệm để đi làm những cái công việc về tài chính, đi lo tài chính tiền nong cho gia đình. Và sau đó thì chú có nói lại thêm một câu đó là she's the homemaker and I'm the breadwinner. Vậy the homemaker khi mô tả cho người vợ thì đó là gì? Người gì các em? Người mà lo công việc nhà, đúng không? Và cái từ còn lại breadwinner, chú nói về chính chú là cái người mà phải đi kiếm tiền, chịu trách nhiệm về cái tài chính cho gia đình. Và chúng ta nhìn lại các cái đáp án của chúng ta nè. Mà trong hai cái đáp án này thì cái đáp, mà trong những cái đáp án còn lại thì cái nào nó có nghĩa là người mà đi kiếm tiền cho gia đình các em, và người nào là người quán xuyến công việc gia đình? Good. Chúng ta sẽ có đáp án 2, homemaker, đáp án E, right? 2E. Homemaker, người nội trợ, right? Người mà chỉ chủ yếu là chăm sóc nhà cửa, con cái, chứ không phải là đi kiếm tiền. Và cái từ còn lại breadwinner là gì các em? Đáp án nào? Khánh Huyền. Good. Thành viên trong gia đình mà đi kiếm tiền, right? Breadwinner, đáp án 3A. Okay. Now the next one, chúng ta qua cái từ tiếp theo là groceries. Grocery, trong bài học trước thì chúng ta có học tới từ này rồi, và nó đi với động từ nào các em? Và nhắc lại cho cô nào. Groceries chúng ta đi với động từ Thảo Yên, which shop, động từ shop for. Good. Tại vì chúng ta coi thế này, mua cái gì đó, shop for, đi mua sắm. Vậy thì trong các cái đáp án này, cái đáp án nào là thứ mà chúng ta có thể đi mua là các em? Đáp án 8, food, đi mua thì sẽ mua đồ ăn, cái hàng hóa vân vân. Vậy chúng ta sẽ có cái định nghĩa for the word number 4 is 8. Okay. Là gì nào? Những cái đồ ăn, thức uống, những cái hàng hóa bán ở các cửa hàng, ở siêu thị. Vậy từ grocery, bạn nào cho có biết nghĩa của chữ groceries là gì nào? Who knows? Grocery, what does this mean? Hàng hóa, hàng tạp hóa, hàng tạp phẩm, chính xác, Khánh Huyền. Và ngoài ra thì nó còn có nghĩa là cái store, cái cửa hàng mà bán cái đồ tạp hóa đó cũng được. Okay. Good job các bạn. Bạn học. Now, next we have the word split. Chúng ta sẽ có từ split. Cô sẽ bật lại cái từ này, tìm lại cái từ split trong cái bài. Nó nằm ở trong cái câu của Nam. Cái câu này, cái câu mà chứa cái từ split này, nó là câu trả lời của Nam với cái câu hỏi của Mr. Long. Cái câu này, thì các em nhìn thế nào? Chú Long hỏi là you, và bạn trả lời là we. Chú Long hỏi là household chore, thì bạn sẽ trả lời là the chores. Và còn lại cái động từ divide, chú Long dùng động từ divide, nhưng mà bạn Nam không thích dùng lại cái động từ này, và bạn đã dùng cái động từ split. Vậy hai cái động từ này là hai cái động từ synonym, hai cái đồng nghĩa của nhau. Và nó cũng có nghĩa là gì các em? Phân chia, get divide and split. Phân chia. Còn lại chúng ta sẽ còn ba đáp án C, D and G. Trong này chúng ta có, em thấy cái đáp án C và đáp án G nó đều có cái từ washing. Như một cái là washing the dishes và một cái là washing clothes. Vậy chúng ta coi thử cái nào, cái gì chỉ cái washing dishes và cái nào washing clothes. Chúng ta nhìn lại coi trong bài nào. Trong bài nó có nhắc tới hai cụm từ này trong một cái câu của Nam, đó là my sister does all the laundry and I do the washing up, right? Và em, những bạn nào đã nhớ cái cụm từ này chúng ta đã học rồi thì các em có thể hiểu nghĩa. Nhưng mà chúng ta ví dụ trường hợp mình không có nắm được cái nghĩa của nó thì chúng ta dùng những cái cách khác để chúng ta có thể suy đoán được nghĩa. Ví dụ như chúng ta có thể nhìn cái gì trong cái bài này. Chúng ta nhìn cái hình ở phía bên trái. Now what is Nam doing? Bạn Nam đang làm gì các em? What is he doing? Bạn Nam đang washing dishes, đúng không em? Bạn trong bức hình thì bạn Nam đang rửa chén này.
Và ngay cái câu của bạn nói là I do the washing up. Và what do the washing up chính là washing the dishes. Và còn lại chị của bạn này, my sister does all the laundry. Chị của mình thì làm cái laundry là gì các em? Nhìn vào cái hình này, chính là làm các cái công việc giặt ủi, right? Thì chúng ta sẽ có nghĩa của hai từ dính tới chữ washing. Thứ nhất đó là washing clothes, chính là laundry, giặt đồ này. Và còn lại washing up chính là washing the dishes, rửa chén. Okay. Và còn cái cụm từ cuối cùng như lúc nãy cô đã nói, chữ strength, nó chính là danh từ của cái tính từ strong. Thì em coi thử trong cái đáp án F, đáp án câu số 7 này, heavy, nặng, vân vân, và nó liên quan tới chữ strong, về sức mạnh. Vậy nên chúng ta sẽ có đáp án cho cái từ số 7, number 7 is D. Okay. Em sẽ ghi cái phần này vào. Em chỉ cần ghi cái đáp án A và 1B gì đó thôi. Em không cần phải chép lại tất cả đâu. Quý chép Thảo Uyên, Hoài Năng, good. Can we show you all the words again? Cô show là các em có từ the first one, chore. And và cái trong bài này thì chúng ta hay đi với là chữ household chore. Cụm từ này có nghĩa là gì nào? Nhắc lại cho cô. Chữ chore không, nó có nghĩa là việc vặt. Và household chore, it means công việc nhà, cái việc trong nhà. Và ngoài ra em cũng có thể dùng cái từ nào rất là phổ biến của em, housework or domestic tasks. Một trong ba cái từ này đều có nghĩa là công việc nhà. Và nó không nhớ cái nghĩa thì chúng ta ghi cái tiếng Việt vào em ạ. Now next one, number two. Homemaker. Homemaker là người gì các em? Người nội trợ. Homemaker. Number three, breadwinner. Breadwinner là gì các em? Đúng rồi, chính xác. Trụ cột gia đình hoặc là người chăm lo tài chính cho gia đình. Người lo về vấn đề tài chính, chính xác. Tuệ Nhi, good. Breadwinner cũng nhắc lại, trụ cột hoặc là người chăm lo tài chính của gia đình. Number four, chúng ta có danh từ groceries và chúng ta hay đi với cái cụm động từ là shop for. Và cụm từ này nghĩa là đi mua sắm đồ đạc, hàng hóa. Okay, Vĩnh Khang, good. Khánh Ly. Number five, split. Nhắc lại cho cô cái động từ tương ứng, động từ cái nghĩa đồng nghĩa với chữ split nào các em. Divide, good job. Tự nhiên, khi thương, good. Chúng ta có động từ divide vậy. Divide, cô đi luôn với cả cái giới từ phía sau, into. Chia thành cái gì đó, divide into something, right? Number six, do the laundry. Do the laundry. This means giặt ủi, good. Tự nhiên, Thánh Huyền. Giặt ủi các em ơi, không phải là giặt khô nha. Giặt ủi. Number 7. Do the heavy lifting. Do the heavy lifting. Giặt giũ rất thân ly. À, cầm từ số 7 này, chúng ta qua từ số 7 này. Number 7. Công việc nặng, right. Làm việc khuân vác, công việc nặng. Number 8. Do the washing up. Good job, Thệ Nhi. Rửa chén, Huyền Linh, Tố Yên, good. Rửa chén, do the washing up, rửa chén. And I will ask you some more. The first one, ask someone out. Cô thêm vào cho em một số những cái từ khác cũng khá là hay trong cái bài này. The first one is ask someone out. Em nhìn vào trong cái bài này. Ở đầu tiên, những cái dòng đầu tiên thì Miss Stone có nói là I'd like to ask him out for a game of tennis. But ask someone out, it means... Bạn nào biết cái cụm từ này nghĩa là gì? Ask someone out. Ask someone out. Chính xác bằng giao, rủ rê, mời ai. Vì chúng ta sẽ có cái động từ tương ứng. Mời mọc ai đó là động từ gì các em? Give me an synonym. A synonym. Động từ invite, good job, Bảo Ngọc. Invite someone to go out. Mời ai đó đi chơi. Ra ngoài chơi, right? And the last one, prepare dinner. Now,
he's preparing dinner. Bạn nói về ba của mình á. Bạn có nghĩa là ba của bạn này đang làm gì các em? Prepare dinner, it means chuẩn bị bữa tối, chính xác. Và ngoài cái prepare dinner thì em có thể dùng cái cụm từ nào khác, cũng nghĩa là nấu ăn, nấu nấu cơm tối thôi. Cook dinner or cooking, right? Thanh Thanh. Hoặc là chúng ta có thể dùng make dinner or cook dinner, right? Các em biết cái này vào, các từ vựng chúng ta học được trong cái bài học này. Okay. Những cái từ màu xanh cô show trên màn hình đó là những cái động từ, và còn lại những cái từ khác thì nó là các cái danh từ. Tuy nhiên khi những cái danh từ này mà khi chúng ta thêm vào, cô ví dụ như ở từ số 4 này, từ số 6, từ số 7, từ số 8, cô thêm vào các cái động từ ở phía trước thì nó sẽ trở thành các cụm động từ các em ạ. Quý chúc tự nhiên do the cooking. Em chép cái này vào rồi. Okay, now we've moved to the next activity, right? Now we look at the conversation again and then list the household chores in the text. Chúng ta sẽ đọc lại cái đoạn này và chúng ta list là những cái liệt kê tất cả những cái household chores, những cái công việc nhà. They are mentioned in the text. Những cái nào mà nó được đề cập ở trong cái bài text này. There are many, many household chores. Okay, now let's chúng ta sẽ kiểm tra thử như vậy. À không đâu em, có bạn hỏi là có chép cái phát âm không? Không cần đâu. Cô chỉ show lên để các em có thể nhìn vào đó và chúng ta phải biết cái cách đọc. À, chứ còn em không cần phải chép lại đâu. Okay. Bây giờ chúng ta sẽ list các cái công việc nhà được đề cập trong cái bài này các em ạ. Thanh Thanh, Đàm Thanh Thanh, good prepare dinner, okay, what else? Good job, rất là nhiều đáp án. Okay, now the first one is prepare dinner, okay, đang chuẩn bị, đang nấu bữa tối. The next one is cook. Và tiếp theo phía trên chúng ta sẽ có một cái cụm tương ứng với cái nghĩa cook, đó là do the cooking, okay, and cook, they are the same. Hai cái này giống nhau thôi. The next one, shop for grocery or shop for grocery. The next one, clean the house, lau nhà. Next, do the heavy lifting, làm việc nặng, khuôn vác trong gia đình. Do the laundry, giặt ủi. Do the washing up, rửa chén. And take out the rubbish, và dì các em đi vứt rác, đi dọn rác. What else? Responsible for household finances, okay? Chịu trách nhiệm về cái tài chính gia đình. Vậy chúng ta sẽ có một cái bảng. Cô sẽ show lại cho các em những cái chores from the conversation, những cái công việc nhà đã được đề cập ở trong cái đoạn hội thoại này. Em nhìn ở cái cột bên trái, the column on the left, include the chores from the conversation. Okay. And then you will ask some more chores. Chúng ta sẽ thêm vào một số những cái công việc nhà khác. You know, right? Những cái mà em biết. Under the right column, chúng ta sẽ thêm vào ở cái cột thứ hai, cái cột bên phải. Good job, Phi Thương. Do the gardening. What else? Feed the dog. Good, Tuệ Nhi. Water the tree. Currently good. Thùy Trang. Water the house plant. Clean the floor. Good. Bảo Ngọc. Feed the baby. Bath the baby. Okay, now I will show you
And you yourself can make your list, your own list. Mỗi bạn đều có thể tự làm một cái list riêng của mình. For example, mop or sweep or tidying up the house. Lau nhà, quét nhà, dọn nhà. What else? That's the baby. Tắm cho em bé, right? Thiền Phương, good. Eat the baby là gì? Gì các em? And the feed cho ăn. Okay. Water the house plants, tưới cây. Or hồi nãy có một bạn cũng có đáp án. Do the gardening, làm vườn, right? Now some more. Feed the cat or feed the dog or feed the pets. Cho thú cưng ăn đúng không em? Cho mèo ăn, cho chó ăn. Iron, fold iron. Chúng ta đọc lên là iron, không đọc là iron, mà là iron. Iron the clothes, fold clothes or put away the clothes. Ủi đồ, gấp đồ và cắt quần áo. Lay or set the table for meals. Cụm từ gì đây? Nghĩa là gì các em? Bạn nào biết cụm từ lay or set the table for meals? It means chuẩn bị bàn, sửa soạn bàn ăn. Chính xác. Thanh Thanh, Tuệ Nhi, good. And take this to school. Là làm gì các em? Chở con đi học. Or pick kids up or collect from school. Có nghĩa là đón con về. Một số những cái công việc khác mà chúng ta có thể bổ sung vào. Và nếu em không biết chẳng hạn, em không biết cái từ đó trong tiếng Anh nó có nghĩa là gì, thì chúng ta có thể dùng từ điển để bổ sung cái vốn từ vựng của mình. Right. Nhanh chóng chép cái phần này vào. Em có thể ghi cái phần tiếng Anh thôi, còn tiếng Việt thì chúng ta nhớ. Bảo Ngọc, good. Thảo Uyên, good. Okay, now we've moved to the next discussion. Discuss. Here we have two questions to discuss. Chúng ta có hai cái câu hỏi mà các em có thể thảo luận. The first one is what household chores do you usually do? Những cái công việc nhà nào mà em hay làm? Okay. And the second one, how do you divide household chores? Household duty on your in your family. Trong gia đình bạn thì mọi người phân chia cái công việc nhà như thế nào? Phân chia cái trách nhiệm trong gia đình như thế nào? Thế okay. Ở cái phần này thì các em có thể tự viết vào trong cái vở của mình và chúng ta sẽ nói đến nó sau trong các cái giờ học trực tiếp ở trường. Okay. Okay. That's all for the first part. Chúng ta xong cái phần đầu tiên. Vocabulary. Now we move to the next one. Pronunciation. Okay. Chúng ta qua cái tiếp. Cái phần thứ hai trong bài này đó là về pronunciation, phát âm. Thiền Phương, chúng ta qua phần tiếp theo của em ạ. Thiền Phương, good. Các em có nhắc lại cái phần discussion lúc nãy thì chúng ta có thể tự về nhà và viết vào trong vở và chúng ta có thể tập luyện nói những cái topic như vậy, các câu hỏi như vậy các em à. Now pronunciation, phát âm. Now look at the screen and can you tell me which sounds do two words have? Cả hai cái từ này nó có cái âm nào chung các em? Who know? Thảo Uyên, good job. Tuệ Nhi, ở đây cô sẽ show các em cái âm của chung của nó, đó là âm tr, okay, truss and tree. Now how about the second one? Tố Uyên, good. Cr, create or critical, và hai cái âm giống nhau ở trong hai từ này đó là âm cr. And the third one, good job Xuân Giao. Bread winner and breakfast, bruh. Okay. And và hôm nay chúng ta sẽ luyện đọc hai cái nhóm âm này, tr and bruh. Okay. I will show you some more words.
Okay. Let's listen and repeat. Chúng ta sẽ nghe và đọc theo cái đoạn này các em, các từ này các em ạ. Listen and repeat. Tra. Trash. Tree. Train. Treat. True. Cr. Create. Critical. Cream. Crane. Crack. Bruh. Breadwinner. Breakfast. Brown. Brother. Brush. Ok. Em chú ý các cái hai cái ba cái nhóm âm này nó là sự kết hợp của hai cái phụ âm khác nhau. Ok. T và âm r. Âm k và âm r và âm b và âm r. Vì vậy nên khi các cái phụ âm được đặt liền kề nhau thì chúng ta phải đọc nhanh và nó nối lại, ví dụ như âm t âm r thì chúng ta là tr tr. Tiếp theo k r kr kr và b r br br. Thì chúng ta phải cố gắng đọc nhanh để cho cái từ nó cảm giác là nó liền mạch. Okay. Now practice more at home, okay? Chúng ta sẽ luyện các cái từ này nhiều hơn ở nhà. Now next one. Tiếp theo chúng ta sẽ thấy list of many words and you will listen to four sentences and then underline or tick to the words you hear. Okay, chúng ta sẽ nghe bốn cái câu và sau đó em sẽ tích vào cái từ nào mà em nghe trong mỗi cái câu đó. Okay. Now let's listen. Listen to the sentences and circle the word you hear. One. Her brother borrowed her motorbike and crashed it. Two. The crane has been there for quite a while. Three. I like bread with butter. Four. Is it true that he quit? Okay. Now listen again. Listen to the sentences and circle the word you hear. One. Her brother borrowed her motorbike and crashed it. Two. The crane has been there for quite a while. Three. I like bread with butter. Four. Is it true that he quit? Okay, now let's check the answer. The first one. Says, and circle the word you hear. One. Her brother borrowed her motorbike and crashed it. Okay, so which words can you hear? Từ nào em thấy nghe được em? The word. Tuệ Nhi, good. Đáp án nào em? Trước khi
cô cho đáp án thì cô sẽ show cái câu này ra cho các em. Thì chúng ta sẽ có đáp án của câu số 1, đó là đáp án B. Chúng ta có động từ crush. Động từ crush mà nó biết nghĩa nào? What does this mean? Crush. Tông xe hoặc là đâm xe các em. Crush. Okay. Now the next one, number 2. 2. The crane has been there for quite a while. Okay. Chúng ta sẽ có từ nào? Which word for number 2? Right? Crane. Crane. Now who know what does this mean? Crane. Crane nghĩa là gì các em? Con xíu nổ. Xe, đúng rồi, xe trục, xe cần trục, đấy. Crane. This one. Trong câu số 2 chúng ta có cụm quite a while. Bạn đã biết cụm này nghĩa là gì? Quite a while. Nghĩa là một lúc rồi, được một lúc rồi. Okay. Number 3. 3. I like bread with butter. Yeah, it's easy, I think, right? Chúng ta có từ ở phía sau butter. Và đáp án sẽ là đáp án bread. I like bread with butter. Bánh mì, right? And how about the last one? 4. Is it true that he quit? Right, thì chàng của chúng ta get true. Is it true that he quit? Có thật là anh ấy đã từ bỏ rồi hay không? Okay, thì chúng ta sẽ có cái từ true. Rồi vậy chúng ta đã xong cái phần pronunciation của em về luyện thêm các cái cụm từ, các cái nhóm thủ âm này. Và đặc biệt khi chúng ta gặp nó ở trong các cái từ mới hoặc là những cái đoạn văn, các cái câu văn chẳng hạn, chúng ta cố gắng phát âm cho nó thật chuẩn ra mà. Okay. Now we move to the last part of the lesson today, grammar, right? Ngữ pháp. Và các em qua phần tiếp theo nào. Grammar. Okay. Now look at the exercise on the screen. And then read and choose the correct verb form. Chúng ta sẽ đọc cái bài này và sau đó chúng ta chọn cái thì, correct verb form, cái thì đúng cho những cái từ màu đỏ. Thì em sẽ tự làm cái bài này trong 2 phút nào. In 2 minutes. Try it. Với những cái bài tập mà dạng verb form, về dạng loại từ, thì các em có thể chú ý một số những cái clue, những cái gợi ý hoặc là những cái time expression, những cái cụm từ mà chỉ thời gian trong cái câu đó để chúng ta có thể liên kết được và xác định được cái thì của cái câu này. Và sau đó chúng ta chọn cái hình thức đúng của nó. Hiền Phương, good. Anh Thư, right. Các em thử làm tất cả 8 câu này nha. Okay, now before checking the answer, trước khi mà chúng ta kiểm tra đáp án, I want to show you the theories, cái lý thuyết of the present simple and present continuous. Now tell me, present simple and present continuous. Do you know the tenses? Cô nhắc hai cụm từ này thì em có nhớ nó là gì không? Present simple and present continuous. Hai cụm từ gì các em? No. Hoài Ngân, no. Present simple thì hiện tại đơn. And present continuous thì hiện tại tiếp diễn. Good, Thảo Nguyên.
Và trước tiên chúng ta sẽ show cái lý thuyết, cái nội dung của cái present simple. Good. Thảo Uyên, Thủy Nhi. Đầu tiên sẽ là cái công thức structure, cái cấu trúc của cái thì hiện tại đơn. Thì chúng ta đã được học rất là nhiều từ cấp 1 sang cấp 2 rồi. Vì vậy chúng ta sẽ không nói nhiều đến nó nữa vì nó chúng ta phải nắm rõ cái này. Cấu trúc của thì hiện tại đơn. Okay. Cái thì hiện tại đơn thì chúng ta sẽ nhớ hai cái chính của nó, đó là cái động từ to be sẽ là am, is, are. Và động từ thường thì chúng ta chú ý với các cái chủ ngữ số nhiều thì chúng ta giữ nguyên động từ, nhưng với chủ ngữ số ít, he, she, it thì chúng ta sẽ thêm s hoặc là es ở sau cái động từ. Okay. Phủ định thì chúng ta sẽ thêm do hoặc là don't, cộng với do hoặc là does và thêm not vào don't, doesn't. Và câu khẳng câu nghi vấn thì tương tự, chúng ta sẽ thường hay đưa các cái động từ to be hoặc là các trợ động từ này ra phía trước. Chúng ta không nói nhiều về các cấu trúc nữa. Vậy thì cách sử dụng của nó là gì nhỉ? How can we use the present simple? Thì hiện tại đơn thì chúng ta sẽ dùng như thế nào? Nói về cái gì các em? Permanent state, repeated action or daily routine. Những cái gì các em? Công việc này, nơi sống này, những cái hành động lặp đi lặp lại, những cái hoạt động thường lệ, chúng ta sẽ dùng với thì hiện tại đơn. Tương tự với những cái scheduled action, những cái hành động gì các em? Có lịch trình, ví dụ như là giờ tàu chạy này, chương trình TV này, gọi là những cái hành động đã được lên lịch theo lịch trình, và chúng ta cũng dùng thì hiện tại đơn. Tiếp theo, likes or dislikes, nói về sở thích, em thích hay em không thích cái gì đó. He likes horses, thích, không thích, chúng ta cũng dùng thì hiện tại đơn, present simple. Và cuối cùng đó là general truth and laws of nature, những cái sự thật, những cái chân lý tương tự sẽ là thì hiện tại đơn. The sun rises in the east, mặt trời thì mọc ở hướng đông, and sets in the west, và lặn ở phương tây. For example, okay. The next one is present continuous, thì hiện tại tiếp diễn. Hiện tại tiếp diễn thì cấu trúc chúng sẽ là dùng với động từ am, is, are, và động từ của các thì tiếp diễn đều là gì các em? Verb in, ing, cấu trúc chung của nó. Phủ định thì chúng ta sẽ thêm not vào sau am, is, are. Vậy thì hiện tại tiếp diễn chúng ta dùng khi nào các em? The present continuous used to talk about the activities at the moment of speaking or around the moment of speaking. Những cái hành động nào nó diễn ra, những hành động mà diễn ra ngay tại thời điểm nói, or around the moment of speaking, có nghĩa là xung quanh một khoảng thời gian quanh cái thời điểm nói. For example, chúng ta nhìn cái ví dụ thứ hai chẳng hạn này. Please be quiet, the children are sleeping. Vui lòng yên lặng một chút, nãy em bé, con nhỏ nó đang ngủ đó, đúng không em? Thì có nghĩa là hành động này là đang diễn ra ngay tại thời điểm nói. But we are looking for a new flat. Chúng tôi đang tìm một cái căn hộ mới. Có nghĩa là cái hành động này nó diễn ra trong suốt vài ngày gần đây hoặc là vài tháng gần đây chẳng hạn. Chứ không phải nhất thiết là chỉ trong cái thời điểm nói mà là quanh cái thời điểm nói. Thì chúng ta cũng dùng với thì hiện tại tiếp diễn, present continuous. Ok? Cái này các em ghi bạn nào công thức chúng ta nhớ rồi thì thôi cũng được. Chúng ta có thể ghi vào cái cách dùng của nó. Còn cái phần cấu trúc thì các em sẽ chừa lại một cái đoạn để sau đó chúng ta sẽ tự bổ sung vào, chúng ta tự viết vào. Coi như là chúng ta sẽ ôn lại cái cấu trúc này. Ok. Nào. Chúng ta sẽ quay lại với cái bài tập lúc nãy. Đáp án đầu tiên sẽ là gì các em? Now number one. Tự nhiên good. Number one, does. Và chúng ta có cái từ nào mà trong cái câu này chúng ta có thể là clue, là cái gợi ý cho cái đáp án này các em? Every day. Good bạn Tự nhiên. Good, every day. She does most of the housework. Hàng ngày cô Hằng phải làm hầu hết công việc nhà. Okay, so
What does she do every day? Tiếp theo người ta sẽ liệt kê những cái công việc mà cô này làm hàng ngày này các em. Đó là gì? She cooks. She cleans. Các em, người ta liệt kê những cái công việc mà cô này phải làm hàng ngày. Vì vậy chúng ta cũng sẽ dùng các cái thì hiện tại đơn, present simple. Ok, Cẩm Nguyên, good. Tiếp theo đến cái đoạn tiếp theo. But today, nhưng mà này, hôm nay có sự khác, đúng không? Thông thường thì hàng ngày cô này phải làm việc nhà, nhưng mà hôm nay but today, một cái gì đó nó xảy ra khác đi. Chỉ hôm nay thôi, vậy nên chúng ta sẽ chuyển sang dùng các cái thì hiện tại tiếp diễn present continuous. Ở cái câu tiếp theo ở đáp án số 4, chúng ta đầu câu chúng ta có cái cụm at the moment. At the moment thì chúng ta dùng với thì nào các em ạ? At the moment thì hiện tại tiếp diễn, right? Ngay lúc này, tại thời điểm này, at the moment, she is watching, đang xem chương trình TV yêu thích của mình nè. So what is her daughter doing? Lúc này thì cô con gái thì lại đang làm gì? She is doing the cooking. Con gái thì đang nấu ăn nè. How about her son? Min is doing the laundry. And her husband is tidying up the house. Lúc này thì cô này đang coi TV, trong khi những người khác này, con gái thì nấu ăn, con trai thì giặt đồ, chồng thì đang dọn nhà. Okay. And everybody in the family is, right, Kim Nguyên, is trying, mọi người đang cố gắng rất là nhiều để tạo nên một ngày thật đặc biệt. Chỉ ngày hôm nay thôi các em hả? Cho cô Hằng. Okay. Okay. Các em nắm được cái phần này chưa? Chúng ta sẽ qua cái bài tập và tiếp theo chúng ta luyện về thì. Tương tự. Complete the sentences with correct verb forms. Với những bài này thì các em thử tìm ra các cái clue, những cái cụm từ chỉ thời gian mà chúng ta có thể nhờ đó mà chúng ta có thể xác định được cái thì đây. Now number one, cái động từ do chúng ta chia như thế nào các em? Good job, Mrs. Lan. Ở đây chúng ta có cái trạng từ chỉ sự thường xuyên, usually, và sẽ đi với động từ does. Cô Lan thường hay nấu cơm cho gia đình. But now, tiếp theo ở câu tiếp theo của mệnh đề tiếp theo chúng ta lại có cái chữ now chính xác. Vì vậy nên chúng ta sẽ dùng với hiện tại tiếp diễn. She is not cooking. Đáp án tiếp theo sẽ là gì các em? Với động từ work. Tương tự ở cuối cái câu này chúng ta có cái cụm at the moment, ngay lúc này, thì chúng ta sẽ dùng với present continuous. She is working for an urgent report. Bình thường thì cô Lan hay nấu cơm cho gia đình, tuy nhiên bây giờ thì cô không nấu bởi vì cô đang phải làm một cái bản báo cáo khẩn ngay lúc này, right? Là number two. Thì thường cứ câu số 2 là các em take out. Good job. I'm afraid you can't talk to him now. Cháu e là chú không thể nói chuyện được với ba của cháu này ngay lúc này này. So why can't you talk to him? Tại sao lúc này lại không thể nói chuyện? Because he is taking out. Okay, bởi vì là lúc này, ngay lúc này này, ba đang đi được ra, right? Good job, Tự Nhi. It's taking out. Number three. Chúng ta dựa vào một số các clue, các cái gợi ý trong câu nè. Câu số 3 chúng ta có từ every day. Và đáp án sẽ là cleans. And the next one. Tương tự cũng sẽ là động từ clean, nhưng mà chúng ta có, right, bạn... Thanh, good. Chúng ta có chữ now, ngay bây giờ thì
He is cleaning, right? Ngay lúc này là đang dọn nhà đó. Number four. My sister can't do any housework today. Ngày hôm nay chị tôi không thể làm được công việc nhà. Why? Because, right? Hiền Phương tự nhiên biết. Because today she is preparing for the exam. Bởi vì hôm nay chị đang phải học thi, right? Prepare for the exam. Chúng ta chia với hiện tại tiếp diễn. Number five. They divide the duties in the family. Họ chia công việc nhà trong gia đình. Người ta nói về cái gì các em? Những hoạt động thường lệ, thường nhật, routine tasks. Thì chúng ta sẽ dùng với present simple. She looks after her children, the children and her husband. And we work, right? Good job, tự nhiên. Works for earn money. Okay. Và nhớ, các cái chủ ngữ này khi mà em đi với chủ ngữ suýt, các động từ đi với chủ ngữ suýt thì chúng ta để ý người ta đều chia với động từ thường thêm s hoặc là es, và với thì hiện tại tiếp diễn thì người ta dùng động từ to be is. Right. The last one, câu cuối cùng nào. Is watching. It's 7:30 p.m. now and my father is watching. Lúc này là 7:30 và ba tôi đang xem chương trình thời sự. And every evening, so đáp án watch cuối cùng thì sẽ là gì các em? Watches. Tối nào ba tôi cũng coi hết. Những cái routine thường lệ. Okay. Và cái phần cuối cùng của cái phần grammar này, cô sẽ show lại các em những cái, một số những cái clue, những cái từ gợi ý ta có thể sử dụng để nhờ vào đó chúng ta xác định được cái thì. Với present simple, em sẽ có một số những cái trạng từ này, ví dụ như always, often, sometimes, usually, or now. And every, chúng ta đi với every day, every week, every month, every year, for example. In the morning, in the afternoon, in the evening, right? How about present continuous? We have right now, or now. Maybe you're at the moment, at this moment, today, this week, this year. Look, listen, nhìn kìa, nghe kìa, something is happening, okay? Vậy là chúng ta đã kết thúc cái tiết học ngày hôm nay. Thì chúng ta nhớ là trong tiết này thì chúng ta đã học được một số những cái cụm từ liên quan tới các cái công việc nhà nè. Cách phát âm hai cái nhóm phụ âm, cặp phụ âm tra, kra và br. Và tiếp theo đó là chúng ta đã ôn lại hai cái thì chính rất là phổ biến trong tiếng Anh, đó là present simple hiện tại đơn và present continuous. Okay. Vậy bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao khoảng 3 phút các em này, sau đó chúng ta sẽ quay trở lại với bài học mới. Okay. See you.
Hello? Can you hear me? Yes, thank you. Thank you, Tuệ Nhi. Hello, welcome back. Chúng ta sẽ quay trở lại cái mà. Hôm nay các em học 2 tiết. Vậy nên chúng ta sẽ bắt đầu cái tiết thứ 2 của ngày hôm nay. Okay. Now, let's look at these pictures. Okay. Look at the pictures and think about your mother, your mom. Okay. Em hãy nhìn những bức hình này và hãy nghĩ về chính mẹ của mình thôi. Now, when your mother has to do all the chores in your family, how does she feel, do you think? When your mother has to do all the housework in your family, how does she feel? Khi mà mẹ của mình phải làm tất cả mọi cái việc trong gia đình, việc nhà, thì em nghĩ là mẹ cảm thấy như thế nào? Is she happy? Yeah. Is she tired? Is she angry? Mẹ có giận không? Có bực bội không? Or is she irritated? Có cáu gắt không em? Maybe yes, okay. Khi mà trong gia đình ha, một người nào đó mà has to do all things, phải làm tất cả mọi việc, thì có thể là người đó sẽ cảm thấy như thế nào em? Tired, mệt mỏi này, and feel unfair, cảm thấy là không có công bằng, bất công cho người đó, okay? Và đặc biệt là mẹ của mình. Angry with Tuệ Nhi. But how about the next picture? Chúng ta sẽ nhìn sang cái bức hình thứ hai nào. Look at the mother's face. How does she feel? Yeah, she looks so happy, right? Cô này có vẻ rất là vui. So why is she so happy? Tại sao cô này lại vui như vậy em? Because her husband, her kids, her daughter, her son, they are helping her, right? Mấy người này đang giúp đỡ người mẹ này, so the mother looks so happy. Okay. Trong một gia đình của em, khi mà người, đặc biệt là người mẹ, được những người chồng và con cái của mình mà chia sẻ, giúp đỡ, thì họ sẽ cảm thấy rất là vui vẻ. Okay. And this is the topic of the reading test we are going to learn today. Và đây cũng là cái chủ đề mà chúng ta học trong cái bài reading test, cái bài đọc ngày hôm nay. This is reading and sharing housework. Chia sẻ công việc nhà. Okay. Chúng ta sẽ qua cái tiết thứ 3 của unit số 1, Family Life, C reading, sharing housework. Chủ đề đó là chia sẻ công việc nhà. Okay. Good job, Tuệ Nhi, Thanh Thanh. Right. Vĩnh Khang. Vĩnh Khang, please use English, not Vietnamese, okay? Now, let's look at the picture here. You can see it on your book. And answer the question. The first, what are the people in the picture doing? What are they doing? They are doing housework. Okay, good. They are doing housework. Những người này đang làm việc nhà. And do you think they are happy or not, and why? Yes. Just look at their faces and we will know that they are happy or not. Chúng ta nhìn vào khuôn mặt mấy người này thì chúng ta cũng phải biết được là họ hạnh phúc hay không, right? They are very happy. So why? Why are they so happy? Tại sao họ lại vui vẻ như vậy các em? Because they are sharing housework together. Họ đang chia sẻ công việc nhà với nhau. They are doing housework together. Đang làm việc nhà chung với nhau. Rất là vui vẻ đúng không em?
Okay. Good job, Anita. Now, next, for the next activity, look at the statement here. Chúng ta sẽ có ba cái câu nè. Đầu tiên các em nhìn vào cái câu thứ nhất là A. Doing housework is good for children. Bạn nào có thể cho cô biết cái câu này nghĩa là gì nè? Doing housework is good for children. Làm việc nhà thì như thế nào em? Tốt cho trẻ em, cho trẻ con. Okay. The next one. Husbands who share housework make their wives happy. Những người đàn ông, những người chồng, người nào? Ở đây chúng ta có một cái relative clause, những điều quan hệ đây mà. Những người chồng, người mà chia sẻ công việc nhà thì sẽ làm cho vợ của họ hạnh phúc. Okay. And number the C option. C. Sharing housework makes the family happier. Chia sẻ công việc nhà nó sẽ khiến cho gia đình như thế nào em? Hạnh phúc hơn, happy and happier, so sánh hơn, gia đình hạnh phúc hơn. Okay. And here we have three statements. And one of the three statements here is the title for the text below. Một trong ba cái mệnh đề, ba cái câu này nó chính là cái chủ đề, cái topic, cái câu tiếp, chúng ta gọi là cái tiếp cho cái đoạn hội thoại dưới đây, cái đoạn văn ở dưới đây. Okay. And now we read the text and then choose the best title for it. Okay. Em sẽ thử lướt cái đoạn này, đoạn văn này và chúng ta chọn xem thử cái tiếp nào là cái mà phù hợp nhất, đủ nghĩa nhất cho cái đoạn văn. Ở đây chúng ta nhìn thử vào cái cấu trúc của cái đoạn văn này nè. Nó có mấy đoạn các em? How many paragraphs does it have? How many paragraphs? Ở đây chúng ta chính xác bạn Kim Nguyên. Ở đây chúng ta thấy đoạn văn này nó có ba cái đoạn văn nhỏ. Okay. Và thông thường thì cái đoạn văn chính giữa nó sẽ là cái đoạn văn, cái thân bài các em, như tiếng Việt mình cũng hay nói. Thì cái đoạn đầu sẽ là cái mở bài. Đoạn thứ hai chính là thân bài và cái đoạn cuối nó sẽ là cái kết bài. Và cái chủ đề, cái câu tiếp cho một cái đoạn văn thì nó thường sẽ nằm ở đoạn nào các em ạ? Nằm ở đoạn đầu, cái mở bài và cái kết bài. Còn cái đoạn chính nó sẽ là cái ý triển khai cái đoạn. Vì vậy nên các em thử tập trung đọc vào hai cái đoạn đầu và đoạn cuối để chúng ta xem thử là cái câu nào trong ba cái câu ở phía trên nó là một câu tóm tắt ngắn gọn đầy đủ cho cái đoạn văn này. Thì chúng ta sẽ nhìn thử một số câu nè. For example, when families share household chores, it is good for them as individuals and good for all the relationship within the family. Khi mà gia đình chia sẻ công việc nhà với nhau á, thì nó tốt cho mỗi cá nhân individual và nó cũng tốt cho mối quan hệ relationship giữa các thành viên trong gia đình với nhau. Okay. Tương tự ở phía cuối này, when everyone work together on household chores, khi mọi người trong gia đình là cùng nhau làm việc nhà, it creates, nó sẽ tạo nên một cái bầu không khí rất là tích cực cho cái gia đình. Okay. Và em nhìn thử với những cái nội dung như thế này thì trong ba cái đáp án ở phía trên thì cái nào nó đầy đủ nghĩa nhất? Đó là đáp án chính xác, các bạn đều có đáp án chính xác, đó là đáp án C. Very good. À, với cái này, giả sử em nhìn lại hai cái đáp án A và B nè. Cả hai đáp án này nó có cái thông tin của hai cái đáp án này nó có nằm trong cái bài test này không em? Cái câu A này. Làm việc nhà thì tốt cho trẻ em. Có không đúng không các em? Nó có, nhưng mà nó không đủ. Tương tự, cái câu B nó là husband. Nó chỉ nói về người chồng thôi, nó cũng sẽ không đủ. Nó chỉ đúng nhưng mà không đủ. Vì vậy khi chúng ta làm các cái dạng bài tập về chọn best title thì em cũng có thể dùng cái phương pháp loại trừ. Những cái đáp án nào nó đúng nhưng mà không đủ thì chúng ta không sử dụng. Phải chọn cái đáp án nào mà đủ nghĩa nhất, bao hàm ý cho cả cái text. Ok. Now we move to the next one. Here we have
five words. Chúng ta có 5 cái từ, right? And first one, please underline the words in the text. Đầu tiên chúng ta sẽ làm gì các em? Em hãy xem thử 5 cái từ này nó nằm ở đâu ở trong cái bài test của chúng ta. Xác định vị trí của các từ này trong cái bài và underline, và đặt chân của nó đi em. Can we get, thank you. Và bây giờ cô sẽ tìm các từ này trong bài các em. Từ đầu tiên là sociable. Where is it? Yeah, right. Become more sociable. The next one, vulnerable. Here, right? Number three, critical. Critical. What? Okay, the last line, ở dòng cuối cùng. Enormous. At the beginning of the second paragraph, ở đoạn, cái dòng đầu tiên của đoạn thứ hai. And tent. Where we have two tents. Chúng ta sẽ có hai cái tent. The first one, in line 10. And the second one, in line 14, okay. Đầu tiên chúng ta sẽ xác định các cái từ này ở trong bài nó nằm ở đâu. Okay, now next one. Phần tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? We take the appropriate meaning for each word. Chúng ta sẽ chọn cái nghĩa thích hợp, phù hợp cho mỗi cái từ mà chúng ta vừa mới gặp trong bài. Okay. Thì chúng ta thử làm thế nào. Ở bên trái mỗi từ, ở bên phải mỗi từ cô đã show cái cách đọc của cho các em, nên cái lệ luyện đọc các cái từ này. Ngọc Thái, good. Hiền Phương, very good. You have very quick answer and correct answer. Với những cái trường hợp, với những cái bạn mà chúng ta đã biết nghĩa của các cái từ này rồi ấy, thì cái việc mà chúng ta xác định được nghĩa cho đáp án A hay là B cho những cái từ này thì nó rất là đơn giản. Tuy nhiên sẽ có những trường hợp mà những cái từ này em hoàn toàn mới, brand new, em không biết nó. Vậy vậy nên chúng ta phải dựa vào cái text, cái đoạn văn để chúng ta có thể đoán, chúng ta có thể xác định được cái nghĩa của nó. Okay. For example, chúng ta sẽ nhìn vào cái từ sociable đầu tiên. Chúng ta xem thử đi, mình có thể đoán được nó như thế nào. Từ sociable thì ở đây chúng ta có hai đáp án là friendly và unfriendly. Đều là hai từ cô nghĩ là các em rất là quen thuộc với các em là gì các em? Friendly. Now who know friendly? Friend, friendly. Good. Tuệ Nhi, good, thân thiện. Và ngược lại, chúng ta thêm cái prefix un thì nó sẽ là gì các em? Unfriendly sẽ là không thân thiện. Okay, chúng ta sẽ có hai cái từ trái nghĩa nhau hoàn toàn. Vậy thì sociable nó là friendly hay là unfriendly? Chúng ta nhìn lại trong bài này. Oh sorry. Sociable. Các bạn nhìn vào cho cô xem thử này, chữ sociable nó đi phía sau cái chữ more. Vậy chữ sociable ở đây nó là loại từ gì các em? Xác định cho cô sociable nó là loại từ gì? Là danh hay là tính hay là trạng à? Good job, tự nhiên nó là một cái adjective, một cái tính từ. Okay. Vậy cái tính từ này người ta dùng để mô tả cho cái danh từ nào ở phía trước em ạ? Cái cụm rất là dài. Children who share the house with their mom and dad. Và sau đó người ta dùng các cái mệnh đề phía sau này để bổ nghĩa cho cái danh từ children này. Những đứa trẻ mà chia sẻ công việc nhà với ba mẹ thì như thế nào? First, do better at school. Thì học hành tốt hơn, đúng không em? Và become more sociable. Vậy các em coi nè, khi bọn trẻ mà chia sẻ công việc nhà với ba mẹ thì nó sẽ học tốt hơn. Một cái mệnh đề rất là tích cực, học tốt hơn. Thì cái mệnh đề còn lại, cái phần phía sau nó cũng sẽ là một cái gì đó tích cực, sự thay đổi tích cực của những cái children này. Thì sociable nó sẽ là một cái tính từ gì đó mang cái tính tích cực. Và em nhìn lại friendly với là unfriendly thì cái nào nó là tính tích cực em? Chính là cái
chữ friendly, right? Vậy chúng ta có thể đoán được là sociable nó có nghĩa là friendly, rất là thân thiện, hòa đồng, okay? Chứ không phải không thể là unfriendly được, right? Sociable, friendly, the same, đồng nghĩa với nhau, thân thiện, hòa đồng. Ok. Kim Nguyên, các bạn có đáp án hoàn toàn chính xác. Now the next one, vulnerable. Tính từ này, chúng ta kiểm tra coi. Chúng ta có hai đáp án, đó là able to be well protected và able to be easily physically, emotionally or mentally hurt. Cụm từ đầu tiên là gì các em? Dễ dàng được. Well protected là gì? Được bảo vệ, đúng không em? Protect, động từ bảo vệ. Trong khi cái đáp án thứ hai lại là người như nào, động từ hurt. Ở đây nó là tính từ hurt, có nghĩa là dễ bị gì các em? Bị tổn thương. Đúng rồi, chính xác, học thái. Good. Tổn thương về mặt thể chất này, physically, emotionally về mặt cảm xúc và mentally về tinh thần. Right. Good job. Phương. Good. Hai mệnh đề ngược lại nhau. Vậy xem thử nào, vulnerable nó là gì? Được bảo vệ tốt hay là dễ bị tổn thương? Vulnerable. Cái này nó cũng sẽ là một cái tính từ, nó đi sau chữ more. Và nó bổ nghĩa cho danh từ nào phía trước nào? Woman whose husband do not contribute. Những người phụ nữ, người mà chồng không có contribute. Contribute là gì các em? Không có chia sẻ cái công việc nhà thì thường hay như thế nào? Với lại bị tập. Một người mà vợ mà chồng không chia sẻ công việc thì gì các em? Dễ bị bệnh, đúng không? Vậy chúng ta nhìn lại cái đáp án, hai cái đáp án này, thì cái nào trong hai đáp án có nghĩa là dễ bị mắc bệnh các em? Đáp án D, good. Một người rất là dễ bị vulnerable, dễ bị tổn thương. Dễ bị tổn thương về mặt thể chất, tinh thần hoặc là cảm xúc, right? Vulnerable. Dễ bị tổn thương. Okay. Các bạn ghi đáp án và ghi cái nghĩa của các cái tính từ này vào. Ok. Thanh Thành, good. Kim Nguyên, good. Chính xác, vĩnh chung. Now number three, chúng ta có tính từ critical. Hai đáp án của nó đó là the first one, a saying that something is good, nói những điều tốt đẹp, và saying something is bad, và nói những cái điều xấu với nhau. Đấy, hai đáp án ngược lại nhau. Và chúng ta có critical có nghĩa là nói những điều hay ho hay là những điều không hay với nhau. Critical nó nằm ở ngay ở cái câu cuối cùng. Not critical. Câu này nó đang dùng để giải thích cho cái mệnh đề phía trước này. This is especially true. Điều này đặc biệt đúng nếu mà ba mẹ có thể cùng nhau tìm cái cách để mà làm việc chung hoặc là hòa hợp và không gì đó với nhau. Anh thấy cái mệnh đề phía trước này, ba mẹ cùng nhau tìm được một cách làm việc thật là hòa hợp và gì các em, và nói những điều tốt đẹp hay là nói những điều xấu với nhau. Okay, phải là cái tích cực đúng không em? Phải là ba mẹ phải nói với nhau những cái điều tốt, những lời ngọt ngào. Okay, so we have sorry. Just wait for me a moment. Say that something is bad. Okay. Ba mẹ sẽ không nói những cái lời không hay với nhau. Với critical chúng ta có cái nghĩa ngắn gọn của nó, có nghĩa là không có chê bai, không có khiển trách. Không nên nói xấu nhau, chê bai, khiển trách. Critical, khiển trách. Okay, now number four, enormous. Enormous. Not very large, không lớn lắm, hoặc là very very large, rất là lớn luôn. Okay. Chúng ta xem thử nào. Most people do not realize the enormous benefit. Hầu hết mọi người thì không có nhận ra được cái gì các em, cái benefits, cái lợi ích như thế nào, lợi ích không lớn lắm hay là lợi ích rất là lớn của việc gia đình share cái công việc nhà với nhau. Và là những cái lợi ích như là cực kỳ lớn.
là gì các em? Rất là lớn, enormous, khổng lồ. Okay. Thanh Vân, good. Ngọc Thái, good. Thái các em đều cho đáp án đúng. Good. Thanh Thanh, thank you. And the last one, chúng ta có động từ tend. Tend nó là một động từ các em, và vì sau nó sẽ đi với tend, nó sẽ đi với lại động từ to verb. Okay. Thì chúng ta xem thử này, hai cái nghĩa thực hiện. Ten, người ta cho hai câu xin lỗi, có một số các vấn đề được cả. Ten ở đây chúng ta có hai cái đáp án của nó là likely to behave, có khả năng sẽ behave, cư xử theo một cái lối nào đó, hoặc là unlikely nghĩa là không có khả năng cư xử theo một cái hướng nào đó. Và chúng ta có thể ten nó thì người ta sẽ làm thêm một cái gì đó, hay là họ người ta không làm thêm một cái hướng nào đó. Vậy chúng ta sẽ thử nhìn vào cái ten đầu tiên là the first ten. When men share the housework, khi một người đàn ông mà chia sẻ công việc nhà, they tend to have better relationship, thì họ sẽ có cái mối quan hệ tốt hơn với vợ, hay là người ta không có mối quan hệ tốt hơn với vợ các em? Đàn ông mà chia sẻ việc nhà thì chắc chắn phải có khả năng là tạo nên những cái mối quan hệ tốt hơn cho gia đình, đúng không, cho vợ, với vợ của mình. Vì vậy chữ ten này nó sẽ là likely to behave in a particular way. Đáp án A. Good job bạn Thanh Văn. Cô nhắc lại likely và unlikely, nó là hai tính từ, sau đó nó sẽ đi với to verb, nghĩa là có khả năng hoặc là không có khả năng phát triển theo một hướng nào đó. Likely to và unlikely to. Ok. Và cô nhắc lại là chúng ta có 5 cái từ mới trong bài này. Thứ nhất là sociable. Sociable nghĩa là hòa đồng, thân thiện, friendly. Vulnerable, dễ bị tổn thương. Okay. Critical, châm biếm hoặc là phê phán, khiển trách nhau. Enormous, khổng lồ, very, very large. And tend, có nghĩa là có xu hướng, có khuynh hướng làm gì đó. Tend to verb. Okay. Em ghi lại cái nghĩa của các từ này. Okay, now we've moved to the next activity. Here we have two. It's ở đây chúng ta có hai cái chữ is này. Okay, and what we have to do is chúng ta sẽ làm gì các em? Xác định thử là cái chữ is này nó là gì, nó xác định cái gì. Bởi vì chữ is nó là gì các em? Pronoun, nó là một cái trạng, một cái đại từ, và nó sẽ đề cập, nó sẽ nhắc lại một cái gì đó, nó ám chỉ một cái gì đó đã được nhắc đến phía trước. Vậy trong cái bài này chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta xác định thử hai cái is này nó đang thay thế cho cái danh từ nào, cái cụm danh từ nào ngay ở phía trước của nó. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái đoạn đầu đi và cái đoạn cuối. Chúng ta sẽ chú ý vào cái chữ is thứ nhất nè. It says. Và chúng ta sẽ có ba cái đáp án. What does it in line 11 mean? Chữ is trong cái đoạn câu số 11 thì dòng 11 nó có nghĩa là gì? First one, woman feeling happy. Người phụ nữ cảm thấy hạnh phúc, right? Đáp án B, woman seeing their husband doing housework. Người phụ nữ nhìn thấy chồng của mình làm công việc nhà. And C, the husband doing housework. Người chồng làm việc nhà. Để chúng ta coi thử chữ is này là đáp án nào em, nó thay thế cho cái tạng đề nào trong ba cái đáp án này. Anh Thư, Tiến Vượng, good. Good. Chúng ta chỉ có một đáp án thôi các em nè. Bây giờ chúng ta khi mà các em muốn xác định được một cái trạng từ, một cái đại từ nào đó nó thay thế cho cái mạng đề hoặc là cái danh từ nào ở phía trước, thì chúng ta phải đọc qua một hai câu ngay ở phía trước cái từ đó. Bởi vì cái đáp án nó thường sẽ nằm ở trong cái đoạn đó. Và đọc luôn cả cái câu phía sau. Đáp án thì nó sẽ không nằm ở cái câu phía sau, nhưng nó cái câu phía sau nó sẽ giúp các em có thể xác định được đáp án.
là nó sẽ cho một số cái gợi ý để chúng ta xác định. Em nhớ là cái chữ if nó sẽ ám chỉ đi được một cái cụm nào đó ngay phía trước nó chứ không có nằm ở phía sau em nè. Và bây giờ chúng ta nói này, it says, tôi sẽ đặt một xuống những cái câu phía trên và phía dưới của nó. It says, nó nói rằng, nó nói cái gì? Anh ấy rất là quan tâm với mình và anh ấy không muốn đặt tất cả mọi cái công việc nhà lên vai của mình. Đấy. Cái điều gì nói ra được điều đó là việc gì các em? Đáp án chính xác Ngọc Thái Hiền Phương. No. Đáp án gì các em? Đáp án C. Cái việc người đàn ông làm việc nhà thì nó sẽ chứng tỏ, nó sẽ chỉ ra rằng người đàn ông họ quan tâm đến vợ của họ và họ không muốn vợ phải gánh tất cả mọi cái công việc nhà. Vì cái đáp án X này nó thay thế cho cái the husband doing housework, người đàn ông, người chồng làm công việc nhà. Ok, tiếng vừa good. Ok. Now the next one, chúng ta qua cái chữ X thứ hai ở dòng 14. What does it in line 14 mean? Chữ X ở dòng 14 nó có nghĩa là gì? It's a good example for children. Là một cái ví dụ, một cái làm gương tốt cho con cái. B. Everyone working together in the house. Mọi người cùng nhau làm việc trong gia đình. Or a positive family atmosphere. Một cái bầu không khí gia đình rất là đầm ấm, rất là hòa thuận, rất là tích cực. Để chúng ta coi thử chữ X nó sẽ thay thế cho cái gì. Như lúc nãy cô nói là chữ X nó là đại từ thay thế cho một cái danh từ ở phía trước, một cụm danh từ ở phía trước. Vậy với cái câu B này thì các em có thể dùng cái biện pháp loại trừ. Những cái nào mà nó là thông tin nằm ở phía sau chữ X thì chúng ta có thể loại đi. Vậy đáp án nào của em hả? Chúng ta nhìn nào, đáp án A, a good example for children, nó nằm ở phía sau. Right, a positive family atmosphere cũng nằm ở phía sau chữ X. Và chỉ có cái đáp án B, everyone working together in the house, thì nó là cái cụm nằm ở ngay phía trước. Và chữ X nó sẽ thay thế cho cái này. Khi mọi người trong gia đình cùng nhau làm việc thì nó, cái việc mà mọi người cùng làm việc đó, nó sẽ tạo nên cái bầu không khí rất là tích cực cho gia đình. Ok, chúng ta đoán được nghĩa của hai cái chữ X chưa nào? Correct answer, Ngọc Thái. Thank you, Ngọc Thái. Good. Thanh Thanh, okay. Now we move to the next. Chúng ta chuyển qua cái bài tập tiếp theo của em ạ. Here we have four questions. How do the children, the number one, how do the children benefit from sharing housework? Để mà chúng ta trả lời được thì chúng ta phải làm gì em? Với những cái dạng câu hỏi trả lời như thế này thì em làm gì? Đầu tiên chúng ta xác định các cái keywords, tương tự như cái bài hôm bữa, chúng ta xác định cái keywords, những cái từ khóa trong từng câu, để sau đó chúng ta sẽ dùng các cái từ khóa này, chúng ta tìm nó trong bài và chúng ta khoanh vùng cái đáp án và chọn ra được cái đáp án phù hợp để tránh bị lan man và mất thời gian và những cái thông tin không liên quan. Okay. How do children? Chúng ta gặp một số cái keywords. Thứ nhất của câu số 1 là how. Right, children, danh từ đây cái chủ ngữ là children, not husband, not not man, not husband, not woman, not wife, but children. Benefits, right, sharing housework. Chúng ta nhớ cái danh từ children này, nhắm tới cái đoạn nào mà nó nói về children thôi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ qua, chúng ta tìm đáp án cho câu số 1 là number 1. Ok, cái đoạn nào nói về children các em, còn trẻ, đó là cái đoạn nửa trên của đoạn số 2, khoảng dòng số 6, line 6 to 9, dòng số 6 đến dòng số 9 ấy. Người ta nói về những cái lợi ích, chúng ta thấy nè, thì children này, children benefit, và sau đó người ta chuyển thay ý một câu qua phía sau, chính là nói về những cái lợi ích bọn trẻ có thể có được khi mà nó share công việc nhà. Và chúng ta sẽ có câu đầu các em. Children who share the housework with their moms and dads do better at school. Học hành tốt hơn nè.
become more sociable, hòa đồng hơn, and have better relationship with the teachers and friends, và có những mối quan hệ tốt hơn với bạn bè với lại thầy cô. Okay. Đây chính là những cái benefit, những cái lợi ích mà bọn trẻ nó có được khi mà nó làm việc nhà, biết chia sẻ việc nhà với ba mẹ. Okay. And this is the answer for question number one. Okay. Chúng ta ghi các đáp án vào với em. Okay, good, bạn Ngọc Thái, Hiền Phương. Với những dạng câu hỏi mà trả lời á, thì hoặc là em cũng có thể chép lại như trong cái text. Okay. Nhưng mà đôi khi những cái trường hợp nào mà trong cái câu đó nó quá dài dòng thì em cũng có thể tóm tắt lại, em có thể summarize và em paraphrase, em viết lại theo cách của em. Chỉ cần nó đảm bảo đủ ý, không bị thay đổi nghĩa. Okay, it's okay. Okay, now number two, keywords, which is the keywords? Câu số 2, những cái keyword nào của em? Why? Chúng ta có từ hỏi là why, thì câu trả lời chúng ta sẽ bắt đầu bằng từ nào của em? Câu hỏi why thì câu trả lời sẽ là because, okay, bởi vì, right? Good job, bằng Phương. Man, tiếp theo này chúng ta chuyển qua chủ ngữ là man, not children, animal, không nói về bọn trẻ nữa mà là nói về đàn ông, man. Tend to have better relationship. Chúng ta sẽ tìm tới những cụm từ này trong bài. Okay, when they share housework. Nào, xác định mảnh đề nào, cái đoạn nào chứa cái thông tin về người đàn ông biết chia sẻ việc nhà các em. Cái phần còn lại của cái đoạn số 2. Okay, here. When men share the housework. Right. Cái câu này chính là cái câu ngay trong cái bài của mình, trong cái câu hỏi của mình này. Và cái câu còn lại nó sẽ là cái câu giải thích lý do tại sao. Khi một người đàn ông biết chia sẻ công việc nhà thì họ thường hay có những mối quan hệ tốt hơn với vợ. So why? Why do they tend to have better relationship with their wives when they share housework? Tại sao người đàn ông lại có mối quan hệ tốt hơn với vợ khi mà họ biết chia sẻ việc nhà với họ vợ? That's because... Đây, chính là cái câu phía sau, nó sẽ giải thích này. Bởi vì sao người vợ, người phụ nữ sẽ thấy hạnh phúc khi mà chồng họ làm việc nhà? Bởi vì nó chứng tỏ cho họ thấy rằng chồng của mình biết lo lắng cho mình này, và không muốn là đẩy hết tất cả công việc nhà lên vai của mình. Okay. Đây chính là cái nội dung. Vậy ở đây em có thể viết như thế này và em thêm because vào trước, hoặc là chúng ta cũng có thể viết lại một cách khác như thế này. Okay. Because it shows that they care about their wives and it makes their wives happy. Okay. Bởi vì họ như các em, họ cái điều đó nó chứng tỏ rằng họ biết chăm lo cho vợ, và họ và điều này nó khiến cho vợ của họ hạnh phúc. Okay. Chúng ta có nhiều cách viết một cái mảnh đề dài, một cái câu dài, chúng ta có thể viết lại theo nhiều cách khác nhau. Good job, Huyền Phương, Ngọc Thái. Alright. Bằng Thanh, good. Now we move to number three. What may happen to women whose husbands do not contribute to the household chore? Câu này nghĩa là gì em? Điều gì sẽ xảy ra với những người phụ nữ mà có người chồng không biết đóng góp, không biết chia sẻ công việc nhà? Okay. Chúng ta sẽ có keyword what, happen, và đoạn này sẽ nói về women, không nói về children, không nói về men, nữa mà nó nói về women. Những người nào, những phụ nữ nào, những người mà husband do not contribute, nhớ là những người phụ nữ không, chồng không có làm việc nhà. Okay. Rồi chúng ta sẽ tìm tới cái đoạn nào nói về women. Đoạn nào các em? Ở cái câu cuối cùng của đoạn số 2, women whose husbands do not, không còn. Và cái phần còn lại của câu chính là cái đáp án này. Những người phụ nữ, người mà có chồng không làm việc nhà thì như thế nào em? Dễ bị mắc bệnh. And tend to think more about divorce. Thì họ có xu hướng là nghĩ, hay nghĩ về việc ly hôn. Divorce, ly hôn các em ạ. Ok, vậy chúng ta sẽ có đáp án như thế nào? Nào, Thanh Phương, cẩn thận nha. Hiền Phương, thích. Chúng ta có thể viết theo một cách khác.
thay vì chúng ta chép lại trong đó nó dài hơn. They may, câu hỏi người ta dùng cái động từ may, về câu trả lời chúng ta cũng đang dùng chữ may. They may fall ill, người ta dễ bị đau ốm easily, okay, and may think about divorce, và có thể nghĩ về việc ly hôn. And the last one, number four. What, how does the family benefit? Benefit, tôi nhắc lại chữ benefit, nó có nghĩa là một cái lợi ích. Và ở đây người ta đang dùng nó như một cái động từ. Có lợi gì? Khi, when everyone works together on the household chore. Khi mà mọi người cùng làm việc thì gia đình có lợi gì đây? Keyword, how. Family, gia đình, right? Là benefit. Rồi chúng ta sẽ tìm xem trong đoạn này, trong bài đoạn nào nó nói về cái lợi ích gia đình có được. Đoạn nào các em à? Workshop bằng Phương Uyên, học Phương Uyên. Ở đoạn cuối cùng, khi mọi người trong gia đình cùng nhau việc nào thì it creates a positive atmosphere for the family. Đây, đoạn này chính là đoạn nói về lợi ích của gia đình này. Khi mà mọi người cùng làm việc. Trong này, câu này nó có một cái miệng ở phía sau nữa là sets a good example for children. Nhưng mà bởi vì câu hỏi chúng ta chỉ đề cập tới cái lợi ích của family thì chúng ta có thể bỏ qua đoạn, cái đoạn phía sau về children. Okay. So I will show you the answer for the last question. There is a positive atmosphere for the family. Sẽ có được một cái bầu không khí rất là vui vẻ, tích cực trong gia đình. Right. Một Thái. Good. Thank you. Now we move to the last. There's a time to discuss. Còn cái phần cuối cùng đó là chúng ta thảo luận với em này. Và tương tự như thế này thì chúng ta sẽ giải quyết ở các giờ học trên lớp. And we have two questions to be discussed. Hai câu để chúng ta thảo luận. The first one: do you have any problems with sharing housework? Bạn có gặp bất cứ cái vấn đề gì khi mà chia sẻ công việc nhà hay không? Okay. And number two, what benefits do you get when sharing housework? Khi em chia sẻ việc nhà thì em thấy được cái lợi gì? Có những cái lợi ích nào khi em chia sẻ việc nhà? Okay. Chúng ta làm cái này ở nhà các em ạ. Do it at home, right? Okay. So, tất cả những gì chúng ta đã học là đã giải quyết rồi. Và bây giờ phần cuối cùng, okay. I would like you of you to play a game, a small game, right? You know, ta sẽ chơi một game nhỏ các em hả? Each you the number, and then each number into one question. Mỗi từ một cái số này nó sẽ có một cái câu hỏi. Và chúng ta sẽ chọn theo lớp đi. Là lớp 10/2 nè. Which number, which question do you want? Lớp 10/2 nào chọn như có một con số nào. I sorry 10/1 đây. Kim Nguyên. Thank you. Đây, các bạn 10/1 nè, number 5 kìa, number 5 nào. Question number 5 for you. Now quickly number 5, các bạn trả lời cho cô câu hỏi số 5 nào. There are 5 letters. Chúng ta có 5 chữ cái. Good job, Bảo Ngọc 10/1. Good job. The synonym of divide. Chúng ta có câu hỏi là gì? Từ đồng nghĩa synonym of divide. Đó là gì các em? Động từ. Chính xác các bạn. Chính xác động từ split. Okay, động từ phân chia, right? So we will open the word and number 5, right? Lớp tiếp theo nào. 10/3. Okay. Vườn Tuệ Nhi, good. Bảo Ngọc 10/1. Thanh Thanh, good. Now okay, number 1, question number 1. We have 7 letters. Mà 10/3 nào. Fill the blanks with a word from unit number 1. No. Thanh Vân, no, not skill.
just seven letters. Chúng ta chỉ có từ này chỉ có 7 chữ thôi các em à. No. The money is the money. No. Something is the money that a person, a family or a company has. Vinh Khang, tell me. What do you remember? No. What else? Cái gì mà liên quan đến tiền các em? The money. Good job, bạn Kim Nguyên. Good job. That's the correct answer, not money maker. Từ này cô nói là chúng ta chỉ có 7 chữ cái thôi. Cái gì đó là cái tiền mà một người, một gia đình, công ty có được là cái gì các em? Hoàng Giáp, good job. Giờ được rất nhiều đáp án chính xác rồi nè. Đó là đáp án finance. Cái gì các em? Tài chính là số tiền của một người, một gia đình hoặc là một cái công ty có được. Okay. Finance or finance. Chúng ta có hai cách đọc. Okay. So number one. Yeah. Now the next one. Lớp tiếp theo nào? 19-4. Chính tư cho con ơi, cô một con số nào. Ok, số 4 nè, theo bằng giáp. Number 4. Question number 4. It's easy, I think. The word has 8 letters. Bình tĩnh Ngọc ơi. Bảo Ngọc. Good job, Tị Nhi. Ngọc Phương Yên Dị Mai Việt Nam. Good job. Cái synonym of friendly chúng ta vừa mới học lúc nãy, từ đồng nghĩa với friendly là gì các em? Chính là sociable. Kim Nguyên, good. Các bạn này cho đáp án đúng. Sociable, à, thân thiện, hòa đồng. Đúng không? À, câu này là câu số mấy nè? Nào các bạn, lớp 10/5 nào. Hey, number 3. Number 3. 9 letters. Chúng ta có 9 chữ cái em ạ. Tiếp đi. Nhanh nào. Good job bạn Diệu Mai, bạn Tuệ Nhi. Tiếng vật Bảo Trâm, good. À, một gì đó. Is someone là cái người, người mà Diệu em manages, quản lý nhà cửa, gia đình, thay vì là đi kiếm tiền, đi làm kiếm tiền. Và đây là cái định nghĩa cho cái danh từ nào các em? No, nó không phải trụ cột gia đình, em là người mà chăm sóc gia đình đó, không đi kiếm tiền, không đi làm kiếm tiền mà ở nhà quán xuyến công việc gia đình, thì chúng ta gọi là các cái homemaker, đúng không em? Người nội trợ, right? Phương Uyên, Hoàng Giáp, good job. Number 3, homemaker. Now again, trở lại là lớp 10/1 nào. Ok, Vĩnh Khang. Good job bạn Văn Ngọc. Good. Okay, number 6. Now, question number 6, easy. There are 12 letters. 12 chữ cái em thấy. Is an action that requires physical strength. So, tell me good job, very quick answer. Câu hỏi, câu trả lời rất là nhanh các bạn. Diệu Mai, Bảo Ngọc, Tiến Vực, Thị Nhi. Một cái gì đó mà là hành động mà yêu cầu, đòi hỏi cái sức khỏe về thể chất, sức mạnh thể chất. Đó chính là cái gì các em? Good job, Khang, Khaghi, Lifting. Cái việc phân phát làm việc này trong gia đình. Good. Number 6. And number 2, the last one. Chúng ta coi luôn câu hỏi cho cái câu số 2 nào. 11 letters. Câu hỏi cuối cùng là câu số 1. Good job bạn Nhi, Tuệ Nhi, Diệu Mai, Khánh Ly, Khánh Ngọc, good job.
Someone is the member of a family. Ai đó là thành viên trong gia đình. Who earns the money? Người đi kiếm tiền, đúng không? Thì đó chính là các cái breadwinner, chính là các cái người, những người lo về tiền nong gia đình. Okay. So we have number two. Now you can see the word. Like, rõ ràng chúng ta đã có cái từ mà kiếm được gì các em? Good job, win. Family, we are family, okay? This is the topic of the lesson, unit number one. Gia đình, right? Okay, that's the end of the lesson today. Và là cái bài học hôm nay chúng ta đã kết thúc rồi. Và trước khi kết thúc thì cô nhắc chúng ta một số về cái homework. Về nhà thì chúng ta sẽ làm gì các em? First one, practice vocabulary in unit 1. Chúng ta luyện tập các cái từ vựng trong cái bài này, okay? The next is practice 3 sound cluster. Chúng ta đã học lúc nãy đó là truck, truck, truck. Okay, and then you make sentences with the present symbols and present continuous. Chúng ta sẽ xem lại cách sử dụng của hai cái từ hiện tại đơn và từ hiện tại tiếp diễn, và sau đó viết một số các cái câu ứng dụng của hai cái từ này. Hey, Vĩnh Khang. That's the end of the lesson today. Thank you for your training, and then hope to see you next week. Okay, chúng ta gặp lại nhau tuần tới. Bye bye, Kim Nguyên. Bye bye, see you.